canh tác này yêu cầu chúng ta là bồi hoàn hoa màu, nếu hợp đồng đã được kết thúc trong thời gian năm nay, là 40 tỷ đồng Việt Nam, thì nó tương đương là khoảng 1.7-8 Hoa Kỳ. Sau nhiều thời gian thương thuyết đó, thì bây giờ họ rút lại là còn khoảng là 20 tỷ, tức khoảng là 1.000.000 đô la Việt Nam. Và hiện tại đó, toàn bộ học viện Phật giáo Việt Nam đó là không có một ngân quỹ nào. Mỗi một tháng đó, mình phải vận hành khoảng 70 triệu đồng Việt Nam cho tiền điện nước, rồi tiền lương căn bản cho một số nhân viên. Còn phần lớn các vị giảng sư, tu sĩ là không lấy tiền ăn lương, dạy miễn phí thôi. Mà ta vẫn bị rất là khó khăn trong vấn đề tìm ra vài chục triệu đồng cho mỗi một tháng. Cái khó khăn thứ hai là cái cơ chế quản lý về tôn giáo và giáo dục trong Việt Nam cho đến bây giờ nó vẫn chưa thông thoáng. Ở chỗ đó là pháp lệnh tôn giáo được Thủ tướng ký, mà trong đó đó vẫn còn nhập nhằn và hiểu lầm rằng cái cơ chế đào tạo của các học viện Phật giáo như là chủng viện của Thiên Chúa giáo. Chủng viện Thiên Chúa giáo là đào tạo ra linh mục, còn các trường Phật học của Phật giáo không phải đào tạo ra các thầy tu, các tu sĩ, mà là đào tạo một văn bằng Phật học. Dĩ nhiên cái tính cách văn bằng Phật học trong Phật giáo nó phải đi song hành với sự thực tập, cho nên bản chất của sự đào tạo khác nhau hoàn toàn, nhưng được đánh đồng ở trong pháp lệnh tôn giáo cho bây giờ. Do đó đó là pháp lệnh này không thừa nhận cái văn bằng đào tạo của Học viện Phật giáo Việt Nam là tương đương với cử nhân xuất thân từ các trường đại học dân lập hay là quốc lập tại Việt Nam cho đến giai đoạn này. Kết quả của cái cơ chế đó dẫn đến một cái tình trạng là khi ta muốn nâng cái trường Học viện Phật giáo Việt Nam thành một trường đại học, để cái mức độ đào tạo đó ngoài cái tiến sĩ còn hậu tiến sĩ, ta không được phép tới thực hiện. Cho nên cái quy trình phải đi ngược lại, là đầu tiên phải giải quyết cái cơ chế dân bằng tương đương của học viện đối với các trường đại học bên ngoài. Mà khi đụng với vấn đề đó thì nó liên hệ đến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong nước. Mà theo quy định hiện hành bây giờ đó, thì các cái trường nào muốn chấp nhận dân bằng tương đương thì chương trình học của nó phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Và điều này á, Phật giáo chúng ta không chấp nhận. Nếu để cho Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thì cái chương trình Phật học chúng ta không được đảm bảo, và nó có những cái ngành học mà nó không cần thiết cho cái nhu cầu tâm linh, và nó có thể dẫn đến rất nhiều sự hiểu lầm và chụp mũ ở hải ngoại rằng cái trường này là trường của cộng sản, đội mũ này là mũ kia, mà vốn nó không phải như thế. Đó là một cái khó khăn rất là lớn để mà nâng cấp cái học viện của chúng ta trở thành một trường đại học. Vì cái điều thứ hai này không thực hiện được, cho nên cái việc mà đi xin viện trợ kinh phí từ các cái tổ chức nước ngoài có những cái ngân khoản viện trợ về vấn đề giáo dục bị trở ngại. Vì trường chúng ta chưa được thừa nhận một cách chính thức, mà phần lớn các cái tổ chức quốc tế đó phải có yêu cầu này và xem như là yêu cầu hàng đầu. Cách đây 2 tuần thì chúng tôi có liên lạc với một nhân viên của Swiss Bank, và ông này là cái người manager về cái chương trình tài trợ giáo dục tại Việt Nam thông qua giới thiệu của Huynh Trí Thể. Thì những người mà làm trong công tác đó thì cho biết á, là cái việc mà tài trợ để mà xây dựng các cái trường học Phật học đó nó không khó, cái ngân quỹ người ta có thể cho, nhưng điều kiện á, nó có liên hệ đến cái việc mà cái trường đó phải được quốc gia thừa nhận như là một cái trường chính thức á, thì cái việc mà thực hiện nó mới được dễ dàng. Thứ hai là cần phải có những cái bảo đảm về vấn đề ngân hàng từ một cái ngân hàng nào đó cho cái việc mà mình xin viện trợ trong một cái dự án xây dựng cái học viện của chúng ta trở thành một cái trường đại học. Thì cái này thì đang tiến hành và nhờ tiếp tục quý huynh đó hướng dẫn và giúp đỡ, cho nên đang gặp cái khó khăn. Thì vấn đề là ngoài những cái hứa hẹn và những cái điều kiện mà mình thấy là nó có những cái hy vọng đó, thì cái nỗ lực trong tự thân Phật giáo vẫn phải là chính. Ở trong nước thì sự lạm phát và kinh tế làm cho các Phật tử
dầu có lòng với Phật giáo cũng khó có thể đóng góp một cách có hiệu quả cho vấn đề giáo dục tăng ni. Trong 4 năm vừa qua, khi bắt đầu chủ trương là lấy học phí cho tăng ni đi học đó, thì các chùa đó cũng có những phản hồi không đồng tình. Nhưng mà nếu không tiếp tục lấy học phí đó thì trường mình vẫn tiếp tục tồn tại được như mấy chục năm qua nó đã từng tồn tại, nhưng phát triển nó thành một mô hình quy mô mà cái tính ngang bằng của nó ở cái cấp khu vực đó sẽ là một ước mơ khó có thể thực hiện được. Cho nên là hội đồng quản trị của học viện đã quyết định là thâu tiền học phí để cho ta có thể nâng cấp được những cái nhu cầu khác về phương diện giáo dục. Do đó đó nó đang gặp những khó khăn. Thì có một ý kiến đặt ra là như thế này, tức là thay vì lấy tiền lừa tiền học phí thì ta vận động các thầy trụ trì hay là các thầy bổn sư có học trò học ở các Phật học viện hỗ trợ tương đương học phí, thì cái tiếng mang tiếng là lấy học phí nó không có, mà cái kết quả đạt được giống như nhau, cũng làm thử mà không ai đóng á. Thì tại một ngôi chùa có thể là có đến 5-7 thầy đi học, mà cái tiền phước xưa các chùa nói một cách nghiêm túc khui ra đôi lúc không đủ trả tiền điện nước ở tại Việt Nam. Đôi lúc không đủ để trả tiền điện nước là lấy đâu mà các vị trụ trì có thể lo cho các vị tăng hay là ni đang ở trong chùa mình đủ sức để đóng tiền học phí được. Thì vấn đề còn lại là một số đó nhờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ người thân, một số đó là các Phật tử ủng hộ, một số ở những ngôi chùa có Phật tử nhiều đó thì người ta cúng dường trại tăng, thì một số là có Phật tử hải ngoại rót về, thì tùy theo những cái duyên tốt đó mà cái việc tháo gỡ này nó cũng được thực hiện. Cho nên đó, thì thay vì chúng ta nghĩ rằng là các tăng ni đó phải đóng học phí, thì mình cứ nghĩ mỗi một tăng và một ni đang học trong các trường Phật học đó, là một cánh tay của Đức Thiên Thủ Thiện Nhãn nối kết với người thân của mình để hỗ trợ cho việc học này, thì vấn đề nó khác hoàn toàn. Và khi chúng tôi giải thích cái quan điểm đó thì tăng ni rất là hoan hỷ và đã đóng góp học phí. Nhờ đó thì trong vòng 2 năm qua đó mình vận hành là tương đối tốt đẹp, 3 năm qua tương đối là tốt đẹp. Trong tương lai đó thì nếu chúng ta làm theo cái cơ chế như thế thì mình có thể tự nuôi lấy nó chứ không cần cái phần mà viện trợ bên ngoài nhiều. Viện trợ đó là lúc có lúc không. Cho đến bây giờ đó, dựa vào các sổ sách của trường để lại đó, thì mình vẫn còn nợ nhiều Phật tử, nợ nhiều thầy ở hải ngoại mượn tiền để mà làm. Các thầy cho mượn không lấy lãi, các Phật tử tốt cho mượn không lấy lãi, và bây giờ có người ta đòi lại mình không có tiền mình trả nữa. Nó là một sự thật. Cho nên cái phương tiện mà mình có nên làm ở trong nước là bây giờ vận động để cho người ta đóng góp, mà sự đóng góp ở trong nước nó chẳng là bao, còn lại đó là hy vọng ở hải ngoại. Ở hải ngoại thì kể từ khi những cái phương tiện truyền thông nói rằng là các trường ở trong nước là trường cộng sản dựng những cái trường này lên để làm những công tác mà tuyên truyền giải độc này nọ đó, thì cái việc mà vận động ở hải ngoại nó trở thành bị bít lói, gặp rất nhiều khó khăn. Thì đó là một điều hết sức là đáng buồn. Rất nhiều người Phật tử vì không có phương tiện tiếp xúc được với các trường Phật học trong nước và cũng không hề nghiên cứu là trong chương trình đó đó tăng đi học cái gì và ai là người dẫn dạy, học ra làm sao, cứ nghe nói như thế là cứ tin, và cuối cùng đó, rồi mình đó là đóng bít cái cửa ngõ và cái cơ hội để cho các vị tăng ni trẻ có thể học tới đây tính chốn, mà kết quả sự học của họ cũng chỉ là để phục vụ cho con em của mình trong tương lai mà thôi. Vì đó đó là cái việc hỗ trợ từ mỗi người một ít, thì bây giờ là cái khoản tiền mà chúng ta đang thiếu hiện nay nó là hơn 1 triệu đô để giải phóng cái mặt bằng. Mà khi mà mình giải quyết được vấn đề dân sự đó đó thì chính phủ mới bắt đầu cấp giấy phép chính thức cho chúng ta xây dựng. Ở Việt Nam mà đi vận động tiền mua đất hay là tiền trả tiền đất thì khó lắm, còn vận động xây các chùa thì theo kinh nghiệm ở các chùa nó dễ, ít tiền cũng được, nhưng mà khởi công xây dựng là có người ta hưởng ứng. Và cái khó khăn nhất của chúng ta là đang nằm ở cái mấu chốt này, cho nên không biết là có các vị Bồ Tát nào đang ở tại đây nghe được những sự kiện này rồi phát tâm cho mượn không lấy lãi. Khi mà mình có được cái phương tiện kinh tế đầy đủ đó, thay vì mình bỏ ngân hàng mình lấy lãi làm các phương tiện Phật sự khác, thì bây giờ hỗ trợ cho học viện Phật giáo Việt Nam
Và dĩ nhiên là bên học viện và phía lãnh đạo sẽ có những cái cam kết, rồi có luật sư ký kết đàng hoàng, làm chính, là mượn chứ không phải lấy luôn. Và mượn trong thời gian nhất định nào đó để chúng ta có thể giải phóng cái mặt bằng đó. Và khi giải phóng rồi thì chúng ta mới có thể tính đến bước thứ hai rất khó khăn, đó là xây dựng. Mà theo mô hình mới trên mảnh đất 23 mẫu ta và tương đương là khoảng 55 mẫu Tây đó, thì ta sẽ xây dựng một cái trường Đại học Phật giáo lớn hơn rất nhiều lần so với cái dàn hành trước năm 75. Và ta có tất cả là 10 faculty. Thì mỗi một cái faculty đó thì ta có khoảng từ 3 cho đến 10 departments. Thì mình chọn những cái department nào nó mang tính cách là gần gũi với Phật học đó, để chúng ta xem nó như một cái trường phát triển mạnh về phương diện này. Thì cái có lẽ là cái phân khoa đầu tiên đó mà mình xây dựng vẫn là Phật học thôi. Và từ đó nó làm cho các cái uy tín về các phương diện khác nó được phát triển, thì ta mới mời gọi các phần đóng góp của các cá nhân và các tổ chức đó, tham gia vào xây dựng cho một trường theo cái cơ chế là giống như cổ phần này. Có lẽ là nó sẽ thành công sớm hơn. Còn hiện tại là sau khi đi vận động trong nước trong vòng 2 năm qua đó, thì hầu như là không có tổ chức nào trong vấn đề mình vừa biết vận động đó, là phát tâm ủng hộ cho vấn đề tháo gỡ cái bế tắc 20 tỷ tiền hoa màu ở trên đất đai đó, đó. Cho nên đang bị rất là ách tắc. Nếu như có ai đó biết được những cái tổ chức nào mà họ sẵn lòng viện trợ về giáo dục một cách vô điều kiện, hoặc là những cái điều kiện họ đặt ra là để đáp ứng được cái quyền được giáo dục và đảm bảo được cái chuyện đóng góp của nó ở trong tương lai đó, thì nên giới thiệu cho hội đồng quản trị của học viện để mình làm những thủ tục đáp ứng được những nhu cầu đặt ra của họ, thì có lẽ là cái việc đó nó cũng rất là dễ thực hiện. Cho đến bây giờ thì cái niềm hy vọng nó cũng còn mong manh quá, vì chúng ta nghèo quá làm không nổi. Nếu ở hải ngoại nó mỗi một người Phật tử chỉ cho chừng $5 thôi, tại Cali này không thôi là cũng đủ số là trên 1 triệu đồng Hoa Kỳ giải phóng được mặt bằng. Nhưng mà rất tiếc là những phương tiện truyền thông ở hải ngoại hơi tiêu cực, một số do hiểu lầm, một số do cố tình xem rằng cái trường của chúng ta như là một con cờ của chính phủ. Trong đó họ không thấy biết được rằng là ở trong nước mình phải đấu tranh hàng ngày hàng giờ, đòi hỏi rất là nhiều mới được hứa hẹn như thế, mà đến bây giờ còn chưa đủ tiền để mà lấy được đất nữa, thì huống hồ là xây dựng là còn một vấn đề rất là xa và dài. Do vì không hiểu được vấn đề đó cho nên không có thông cảm, do vì không thông cảm cho nên mới phá hoại vẻ nhiệt tình, cho nên dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng là tăng ni và Phật tử Việt Nam của chúng ta bị thiệt thòi tiếp tục. Từ 3 năm trở lại đây đó thì học viện đã bắt đầu có khuynh hướng là đào tạo không chỉ cho tăng ni nữa, và khóa học của năm ngoái đã bắt đầu mở ra, có trên 50 Phật tử và một số người không phải là Phật tử tham gia học lớp Phật học. Mặc dù chính phủ chưa cho phép nhưng mà chúng tôi vẫn mạnh dạn để làm, và cho đến bây giờ vẫn không bị trở ngại gì. Thì lần tuyển sinh sắp tới đó sẽ tiếp tục làm như thế, cho đến lúc nào đó đó các trường lớp Phật học mà có nhiều người tại gia học đó, thì chúng ta mới thấy rằng là cái chuyện truyền bá Phật pháp nó sẽ được lan rộng hơn như trước năm 75 nó đã từng. Theo cái quy trình phát triển thời gian thì các năm sau nó phải tốt hơn như năm trước, mà hiện tại đó thì các trường của chúng ta vẫn chưa bằng được cái đại học bằng hành trước năm 75. Thì điều đó chúng tôi và nhiều vị khác có vai trò trong học viện mỗi khi gặp chính phủ đều phân tích về lý giải như thế này, và chúng ta vẫn chưa được sự đáp ứng lại một cách cần thiết phải có để cho cái nền giáo dục Phật giáo đó có thể đóng góp được những vai trò của nó cho việc xây dựng và phát triển quê hương nói chung.